Hướng dẫn cúng rằm tháng 7. Bài cúng muôn ngàn kính lễ. Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị tôn thần, đương niên hành khiển trí đức tôn thần, đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, đức thập điện diêm vương, đức Mục Kiềm Liên tôn giả, đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương, bản gia táo quân, phúc đức chính thần, long mạch, địa mạch, tài mạch, cùng các vị thần linh cai quản xứ này, các vị tiền chủ, hậu chủ, cao cao tầng khảo, cao tầng tổ thị, tổ tỷ hiền khảo, cô di tỷ muội, bá thúc huynh đệ, nội viên ngoại hai dòng họ. Ba chấm. Chúng con là ba chấm, sinh sống tại ba chấm. Phỏng theo lệ cũ, nhân dịp Trung Nguyên, ngài Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan, đức Mục Kiềm Liên Vu Lan báo hiếu, chúng con sửa soạn hoa đăng trà quả kim ngân tài mã, chay mặn lòng thành dâng lên trước án tại số nhà ba chấm. Chúng con kính mời đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, đức Thập Diệm Vương Bồ Tát, đức Mục Kiềm Liên tôn giả, đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương, bản gia táo quân, phúc đức chính thần, long mạch, địa mạch, tài mạch, các vị thần linh cai quản xứ này, cùng các vị tiền chủ hậu chủ. Chúng con kính mời gia tiên tiền tổ, niệt tông dòng họ, ba chấm, chi phái, ba chấm, cùng hiển ninh, giáng phó, đàn tràng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con thiết nghĩ, người trần tục được trần trời Phật thánh thần tiên tổ tông dẫn đường, vong linh có đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thập Diệm Diêm Vương cai quản. Chúng con sinh nơi trần thế, tuệ quạn chứng sâu, nghiệp dày phước mỏng, được sinh sống. Công việc như ngày hôm nay là nhờ ân trên che chở, tổ tiên độ trì và đức hy sinh của các bậc tiền nhân mới được như vậy. Chúng con nào dám quên ơn, nay trần chưa tỏ, đường âm chưa thông, có điều gì sơ suất xin được lượng thứ bỏ qua, đồng thời hướng dẫn chỉ bảo về chúng con tiến bộ. Nhân dịp Trung Nguyên, ngài Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan, đức Mục Kiềm Liên Bu Nan báo hiếu, chúng con xin được bày tỏ tấm lòng tôn kính tri ân với các bậc trên, mong các ngài tiếp tục hộ quốc an dân, mang lại phúc khí cho non sông xã tắc. Đặc biệt xin được bày tỏ lòng kính tri ân với các bậc tiên nhân và đã hy sinh về sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, các anh hùng liệt sĩ và gia tiên dòng họ. Xin nguyện cầu cho các tất cả chúng hương ninh được siêu thoát an lạc, tương trợ cõi trần. Chúng con lại nghĩ, cây có gốc mới nở ngành xanh cội, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Ai người sinh trưởng bởi đâu, ngẩng trông tiên tổ trên đầu thương yêu, chút lòng thanh bạch dâng lên, mặn chay trà quả, tỏ niềm tâm can. Đồng thời, cúi xin các ngài và gia tiên phù hộ độ trì cho toàn thể gia đình chúng con được mạnh khỏe, đoàn kết, sáng tạo, thịnh vượng, an lạc về tinh thần, yên ổn về thân thể, sáng suốt về trí tuệ, thành đạt về công danh, chuyển họa, vinh phúc, chuyển tai, vi tường, một tấm lòng thành xin cúi, cẩn tấu. Tháng 7 cô hồn là tháng mà giúp cho nhiều con người chúng ta có hướng về cội nguồn và giúp cho chúng ta nhìn về tổ tiên, ghi nhớ những ân đức sông dày của tổ tiên, cũng như là hướng đến các đấng tâm linh mà chúng ta hướng tới. Và trên đây là bài khấn dành cho gia tiên ngày tháng 7 âm lịch. Kính chúc quý vị có một tháng 7 bình an và nhiều thành công. Ngoài ra, để bài khấn này được hiệu nghiệm và cũng như được năng lượng truyền đạt và hưởng thụ tốt, quý vị nên chuẩn bị lễ vật, nhang đèn, hoa quả, xôi gà gạo, muối, bánh kẹo, chè cháo, kim ngân mã tài. Ngoài ra, các vị có thể làm thêm mâm cơm và nên thêm chuẩn bị rùa, chim, cá, lươn để chúng ta phóng sinh tạo thêm công đức, phước đức.
Ngày tốt để cúng là ngày 12 âm lịch, ngày 14 âm lịch, ngày 15 âm lịch tháng 7 vào giờ Ngọ. Tốt nhất là cúng ở quê nhà, tốt nhì là cúng tại gia, thứ ba là cúng tại chùa. Nếu không thể làm ở ba nơi trên thì cần ngồi ở nơi yên tĩnh, tĩnh lặng, tưởng nhớ tổ tiên, cảm ơn trời đất cũng đủ để thần linh chứng giám. Kính chúc quý vị có một tháng 7 nhiều bình an và thịnh vượng. Video trên kênh ra đều đặn vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Kính mong quý vị hoan hỷ, chia sẻ và subscribe để nhận được những video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.